Chào mừng anh chị đến với channel của Ninh Tuấn Bất Động Sản, nơi anh chị nhận được những thông tin và những cơ hội đầu tư. Thì hôm nay em Tuấn muốn chia sẻ đến quý cô bác anh chị về tính kết nối và quy hoạch của Nhân Trạch hiện tại trong tháng 8 được kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và kết nối giữa sân bay Long Thành như thế nào. Thì anh chị cùng theo dõi và em Tuấn đi khảo sát nha. Dạ. Thì trước tiên là nói tới là cao tốc. Thì cao tốc thì hiện tại có hai đường cao tốc đang chạy qua huyện Nhân Trạch, đó là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Dạ, đây. Thì cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại đã hiện hữu rồi. Thì sẽ có hai hướng để đi vào Nhân Trạch. Đó là hướng thứ nhất là hướng theo đường vành đai 3. Theo đường vành đai 3 đi vào huyện Nhân Trạch. Thì theo đường vành đai 3 thì đã có hình thành ra cầu Nhân Trạch qua đoạn xã Long Tân đi hướng về cầu vành đai 3. Thì hiện tại cái tuyến đường này đã được đền bù và giải phóng mặt bằng 21% rồi. Đã. Còn hình thành ra cái cầu Nhân Trạch này đã có những cái trụ cầu lên cao rồi. Trụ cầu lên cao rồi. Chủ đầu tư là nhà thầu Hàn Quốc. Còn hướng thứ hai là hướng theo đường 39 vào khu công nghiệp và vào các khu vực dự án HUD xây dựng Hà Nội và khu vực Phước An nằm ở đây. Đã hình thành rồi. Còn cao tốc thứ hai là cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua cầu Phước Khánh, đi qua xã Vĩnh Thanh, Phước An, Long Thọ. Thì những tuyến đường này đang được triển khai gấp rút triển khai. Thì cầu Phước Khánh cũng đang được chuẩn bị triển khai rồi, những cái trụ cầu cũng lên cao rồi. Đây là cao tốc Bến Lức Long Thành qua đoạn A5, A6, A7. Đã được triển khai gấp rút để kết nối trực tiếp là quốc lộ 51 và kết nối vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Còn tiếp nữa là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì cũng đang được đền bù và triển khai để kết nối trực tiếp, giảm trọng tải cho quốc lộ 51 đã rất là ùn tắc rồi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật rất là ùn tắc tại đây. Còn về các tuyến đường như là cây cầu, là cầu Cát Lái là hiện tại đang là phà Cát Lái đấy ạ, nối qua đường Lý Thái Tổ vào cao tốc Bến Lức Long Thành, thì hiện tại chỉ có đường Lý Thái Tổ vào khu vực Hùng Vương này và kết nối vào trung tâm huyện Nhân Trạch nằm tại đây. Còn những cái tuyến đường chính như là tuyến đường Tôn Đức Thắng, là tuyến đường 25B đấy ạ. Tuyến đường 25B là cái tuyến đường mà bắt đầu từ đường Quách Thị Trang vào ra kết nối trực tiếp quốc lộ 51 đã được hình thành rồi. Thì đang triển khai giải phóng mặt bằng khu vực này từ trung tâm huyện 3,8 km, và trung tâm huyện đang mở rộng cung đường này để kết nối trực tiếp với đường vành đai 3 để kết nối vào cao tốc Bến Lức Long Thành. Còn cái đường tiếp nữa là đường 25C, là đường hiện tại đang có tại đường Nguyễn Hữu Cảnh kết nối vào đường Hùng Vương. Thì hôm qua, tức là ngày 22 tháng 8 năm 2023 là giải phóng mặt bằng và đền bù trong tái định cư Phước An 100 nền tại khu vực này đã hình thành rồi, thì chuẩn bị triển khai con đường 25C này. Còn vị trí từ đường Hùng Vương vào sân bay Long Thành chỉ cách từ đường Hùng Vương này và sân bay Long Thành chỉ cách 10 km thôi. Thì đoạn này cũng chuẩn bị được triển khai để kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành khi mà 2026 đi vào hoạt động. Còn tất cả dự án đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Cừ
và những đường xương sống tại khu vực này, cũng những tuyến đường này, cả huyện Nhân Trạch như là một cái đại công trường đang được triển khai rất là gấp rút để làm sao đến năm 2026 bắt buộc những cái tuyến đường hạ tầng như là cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và những tuyến đường 25C, 25B kết nối và là quốc lộ 51 là phải được triển khai trước với sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Thì đó cũng là động lực cho huyện Nhân Trạch để phát triển vùng. Ngoài ra còn có đường Trường Chinh kết nối là Bà Rịa Vũng Tàu, đường Trường Chinh đây, đường 100m đường liên cảng đấy ạ, thì đã có hình thành làm trụ cầu cầu Phước An và hơn 500 hecta khu vực này đang làm một khu công nghiệp phụ trợ cho cả Phước An tại đây, đi là cả cái mép đây là khu công nghiệp Phước An tại huyện Nhân Trạch. Còn đây là khu công nghiệp Âm Kèo, khu công nghiệp Âm Kèo tại xã Phước Khánh. Còn tại khu công nghiệp tại xã Phước Thiền, Phước An, Hiệp Phước, Long Thọ, Phú Hội, Long Tân đang nằm ở đây. Đây là những thông tin em Tuấn muốn gửi đến quý cô bác anh chị về hạ tầng và quy hoạch của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Anh chị yêu quý nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ em Tuấn là nhiều video về hạ tầng và những nguồn đầu tư ở đây. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.